Vinbec Data và bước chuyển ngoạn mục Mạnh cho biết đã có những bước đi khá nhanh để ẵm chọn suất học bổng tiến sĩ chương trình học bổng khoa học công nghệ của Vingroup. Tuyển thẳng vào trường đại học, bách khoa. Sau đó Hùng tốt nghiệp cử nhân chương trình tài năng điện tử thông minh và IOT. Sau khi ra trường và có công việc ổn định ở Vinbec Data trong vai trò kỹ sư AI, bản thân Hùng Mạnh không nghĩ sẽ tiếp tục sự nghiệp học hành. Lúc đó em không nghĩ nhiều, chưa có ý định học lên cao hơn, chỉ đơn giản muốn ra trường và định hướng trở thành một AI engineer, Mạnh nhớ lại. Gần một năm làm việc tại Vinbec Data theo chương trình đào tạo kỹ sư AI đã khiến Hùng Mạnh thay đổi ý định. Môi trường và các hạt nhân xuất sắc đã dần khiến chàng kỹ sư trẻ nuôi dưỡng khát khao được tiếp tục học để mở mang tầm nhìn, chinh phục thêm nhiều cơ hội lớn hơn trong công việc. Được sự động viên của đồng nghiệp và khích lệ của thầy giáo cũ ở Đại học Bách Khoa, đồng thời biết đến chương trình học bổng khoa học công nghệ của Vingroup với mức hỗ trợ toàn phần, Mạnh quyết định làm hồ sơ ứng tuyển vào bậc tiến sĩ, ngành khoa học máy tính của trường Đại học Quản lý Singapore. Thầy giáo của Mạnh tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, khoa điện tử, trường điện điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội, không giấu được niềm vui về học trò cưng của mình. Học và làm việc tại phòng lab EDABK, Mạnh luôn nỗ lực củng cố kiến thức hoàn thành các yêu cầu của dự án. Tôi đánh giá Mạnh rất giỏi ở việc tự học, thích nghi, tư duy logic tốt. Em luôn đưa ra những giải pháp ý tưởng hay và mới mà bản thân tôi cũng không nghĩ tới, tiến sĩ Hoàng nói, một trong những giải pháp ấn tượng của Mạnh, theo TS Huy Hoàng là trong một lần làm dự án nghiên cứu về phương pháp phát hiện gãy xương tay dựa trên ảnh. Điều này giúp cho tôi và sinh viên khóa sau tiết kiệm thời gian, dễ dàng tìm hiểu và tiếp tục nghiên cứu phát triển tiếp dự án này, tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng bình luận, khát khao đóng góp giá trị cho cộng đồng. Nói về lý do lựa chọn lĩnh vực khoa học máy tính, Phạm Hùng Mạnh cho biết bản thân muốn vận dụng nền tảng này trong việc tạo ra thêm nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người dân. Khoa học máy tính có thể ứng dụng IOT, dữ liệu lớn và AI để nghiên cứu và xây dựng sản phẩm thực tế mang lại lợi ích cho cộng đồng, nhất là chăm sóc theo dõi sức khỏe. Ngành này không những đáp ứng yêu cầu về chất lượng nghiên cứu và học thuật, mà còn mang tính ứng dụng cao, điều này thực sự hấp dẫn em, Hùng Mạnh nhìn nhận. Với Mạnh, học bổng khoa học công nghệ Vingroup không chỉ mang đến tài chính mà còn hỗ trợ toàn diện với mạng lưới học giả trẻ toàn cầu được thành lập vào năm 2022. Các thành viên mạng lưới sẽ hỗ trợ Mạnh trong quá trình ứng tuyển, giúp Mạnh chuẩn bị tốt hơn cho việc học ở Singapore sắp tới. Đây là một cộng đồng Mạnh, có tài năng và rất quan tâm lẫn nhau. Lần đầu tiên đi nước ngoài, chưa có nhiều kinh nghiệm khi phải xa gia đình, nhưng các thành viên đã chỉ dẫn em tận tình từ việc giới thiệu các nơi thuê nhà, cách thức di chuyển thuận tiện, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc. Em đã sẵn sàng cho hành trình học tập mới, Hùng Mạnh nói. Mong muốn của Hùng Mạnh là được quay trở về cống hiến sức mình cho đất nước, góp phần tạo ra nhiều dự án, sản phẩm thiết thực cho cộng đồng. Đó phải là những sản phẩm có tính ứng dụng cao, mang lại giá trị thực sự với cộng đồng, Mạnh quả quyết. Nói về kinh nghiệm chinh phục ước mơ, Hùng Mạnh chia sẻ đó là sự chịu khó học hỏi từ những người xung quanh, là sự chủ động tìm kiếm cơ hội, tìm người hướng dẫn và đặc biệt là sự kiên nhẫn, bền bỉ vượt qua khó khăn trên con đường chinh phục ước mơ cao cả của mình.